Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà hàng ở thành phố Hạ Long vào sáng hôm nay khiến một nhân viên của nhà hàng bị bỏng. Nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau vụ nổ, đá lát và trần thạch cao phần mái hiên, trước sảnh bị vỡ, rơi xuống chiếc xe bán tải đang đỗ phía dưới. Vụ nổ xảy ra vào lúc sáng sớm tại nhà hàng nằm ở tầng 1 chung cư Trần Hưng Đạo Plaza. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Bước đầu nhận định nguyên nhân gây ra vụ nổ có thể do rò rỉ khí ga. Thưa quý vị, thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều giảm so với năm 2020. Nguyên nhân được đánh giá là do tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến nay đã có gần 16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 32,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Bảo hiểm thất nghiệp gần 13,2 triệu người, giảm 1,15% so với hết năm 2020. Bảo hiểm y tế gần 87 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,9% dân số, giảm 1,24% so với hết năm 2020. Bên cạnh đó, một phần do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh nên tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những tháng đầu năm vẫn cao, tình trạng nợ đọng chậm đóng tại một số cơ quan đơn vị còn khá phổ biến với tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cả nước lên tới 20.756 tỷ đồng. Theo chỉ tiêu được giao năm 2021, từ nay đến cuối năm, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phát triển thêm 557.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, 627.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 951.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 1,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Sau 4 tháng, sản lượng giá trị nhập khẩu sắt thép các loại lần lượt tăng 14 và 37% so với cùng kỳ 2020, trong khi mà giá thép trong nước lại đang tăng mạnh. Theo thống kê, cả sản lượng và giá trị nhập khẩu sắt thép đều tăng mạnh so với năm trước khi giá thép trong nước đang tăng mạnh. Theo Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, giá thép tháng 4 đã tăng khoảng 30-40% so với quý cuối năm 2020. Hiệp hội Thép Việt Nam dự báo tình trạng leo thang của giá thép được tiếp diễn đến hết quý 3. Đại diện một doanh nghiệp sản xuất thép cho rằng đang có tình trạng thiếu hụt nguồn cung thép, trong khi nhu cầu tiêu thụ thép nói chung vẫn tăng trưởng ổn định nên giá thép bị đẩy lên cao. Trên thị trường thế giới, căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc làm giới hạn lượng thép. Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng với tình trạng giá thép tăng nóng thời gian qua, nhà thầu xây dựng cả nước đang đứng trước nguy cơ vỡ trận. Các nhà thầu phải tự giải quyết sự thâm hụt khi giá thép tăng cao, đội chi phí thi công tăng mạnh trong khi hợp đồng đã ký trước đó. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2021 ước tính đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 6,6% so với kế hoạch năm 2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 98,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm và tăng 25,5%. Vốn địa phương quản lý đạt 83,6 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9 kế hoạch năm và tăng 14,8%. Thưa quý vị và các bạn, 28.000 xe ô tô bị lỗi khi bơm nhiên liệu, đó là số xe mà Honda Việt Nam vừa ra thông báo triệu hồi. Điều này khiến cho người tiêu dùng không khỏi lo lắng khi mà trước đó, xe ô tô Honda cũng đã gặp lỗi và phải thu hồi ở một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á như là Malaysia hay Indonesia. Cụ thể, gần 28.000 xe Honda triệu hồi bao gồm cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là đợt triệu hồi đầu tiên liên quan đến xe Honda City sản xuất tại nhà máy Honda Việt Nam ở Vĩnh Phúc và cũng là đợt triệu hồi thứ hai liên quan đến xe Honda nhập khẩu gồm các mẫu Honda Accord, Ra và HR-V sản xuất tại Thái Lan. Nguyên nhân triệu hồi ban đầu được xác định là do hệ thống bơm xăng gặp trục trặc của các dòng xe này. Thưa quý vị, hiện nay với một chiếc điện thoại smartphone thì quý vị và các bạn chỉ cần cài app Du lịch Việt Nam An toàn là có thể dễ dàng phản ánh tất cả các vấn đề liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo ép giá, quảng cáo không đúng với thực tế, mất vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực du lịch. Theo đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường, đây là lần đầu tiên ngành du lịch và quản lý thị trường ký kết quy chế phối hợp để tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh những hành vi gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của khách du lịch, bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh. Mô hình này tạo ra sự đột phá, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, giúp
giúp ngành du lịch phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Thưa quý vị, thực trạng hàng giả, hàng nhái đang bày bán công khai là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Vấn nạn này len lỏi vào cuộc sống qua nhiều kẽ hở khác nhau và ngày càng tinh vi, chủ yếu là giả nhái những thương hiệu nổi tiếng có sự tin tưởng của người tiêu dùng. Chợ Nhà Xanh tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội là địa điểm yêu thích của nhiều sinh viên, học sinh. Bởi nhiều sản phẩm gắn với thương hiệu có tên tuổi đều được nhái logo với mức giá rẻ chỉ khoảng 100.000 trở lên. Nguồn gốc thì là hàng Liên Hiệp, nhưng mà em lấy ở bên chỗ hàng Quảng Châu, nhưng em lấy bên Liên Hiệp thì cứ sang đầu mối để lấy thôi. Dân đi chợ ấy thì cũng không có thư tiền mà, thì cũng là chỉ là bình thường, bình dân thôi. Thì những cái thằng nhái thương hiệu đấy nhìn cái logo của nó rất là đẹp, mẫu mã của nó người bắt chiếc theo cũng khá là bắt mắt, nên là các bạn rất thích. Hầu hết các nhãn hiệu có uy tín, có thương hiệu đều có nguy cơ bị làm giả, làm nhái hàng hóa. Những thủ đoạn làm giả thường thay đổi liên tục và ngày càng tinh vi hơn, thậm chí đến mức tem chống hàng giả cũng bị làm giả. Chúng tôi cũng đã phải cử rất nhiều cán bộ trong rất nhiều thời gian vừa qua để theo dõi và nắm bắt được thông qua cái việc hoạt động kinh doanh buôn bán trên mạng online, và cũng như là sự theo dõi rất là quyết liệt cùng với cả các đơn vị địa bàn để chúng tôi xác định được các cái điểm tập kết hàng hóa như thế này. Thực tế cho thấy khi các chợ truyền thống bị quản lý chặt chẽ thì các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái lại tìm cách thay đổi hình thức kinh doanh, đưa hàng lên tiêu thụ tại các sàn giao dịch thương mại điện tử. Vấn nạn hàng giả tại các chợ trực tuyến ngày càng trở nên nhức nhối và làm cho công cuộc phòng chống hàng giả, hàng nhái cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thì thú thật là chúng tôi cũng chưa có một cái số liệu thống kê mang tính chất đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên là chỉ cần qua những vụ việc điển hình mà lực lượng quản lý thị trường xử lý trong thời gian gần đây thì có thể thấy rằng là gì? Là cái hàng giả, hàng nhái nó được vận chuyển tràn lan khắp cả nước mà thông qua chính cái kênh bưu chính. Việc thực hiện công tác quản lý còn chưa tốt, việc kiểm tra, kiểm soát còn mang tính chất hình thức, không thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm của các đối tượng. Trước hết là cần hoàn thiện các quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan thực thi pháp luật, nâng cao ý thức của các tổ chức và cá nhân. Có làm được như vậy thì mới từng bước đẩy lùi được vấn nạn về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan như hiện nay. Thưa quý vị, mới đây trong bản tin Dòng chảy cuộc sống, chúng tôi đã đề cập về khu nhà ở đấu giá tại thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành có nhiều dấu hiệu cho thấy việc huy động vốn trái phép khi mà hạ tầng vẫn còn ngổn ngang, pháp lý chưa đầy đủ, nhưng nhiều giao dịch bằng hợp đồng vay vốn đã được thực hiện. Để làm rõ nội dung có hay không chủ đầu tư huy động vốn trái với các quy định của luật kinh doanh bất động sản thì phóng viên kênh VTC14 đã có buổi làm việc với chính quyền huyện Thuận Thành. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi lại vào đầu tháng 3 năm 2021 tại khu nhà ở đấu giá thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tại thời điểm đó, các môi giới viên khẳng định đây là khu vực có tính thanh khoản thuộc top đầu của huyện Thuận Thành, nên dù chưa hoàn thiện về hạ tầng, nhưng các lô thừa ở đây đều đã được mua bán trao tay nhiều lần. Cái này thì bao giờ thì ra sổ anh? Đây là tháng chậm nhất là phải tháng 8 rồi. Năm nay? Vâng. Là sẽ ra sổ. Cái này là cái dự án này gọi là dự án gì ạ? Đất đấu giá của xã Gia Đông. Dự án đất đấu giá xã Gia Đông. Nhưng mà là doanh nghiệp đấu giá. Doanh nghiệp nào ạ? Bất động sản Thuận Thành, công ty bất động sản Thuận Thành. Được đấu giá, được chúng đấu giá cái lô này, dự án này. Bây giờ người ta đang triển khai làm hạ tầng. Cái này nếu mà bây giờ mà đến tầm tháng 8 mới ra sổ thì đồng nghĩa là bây giờ là sẽ là hợp đồng góp vốn à? Vâng. Góp vốn của mình thì bây giờ là góp vốn của mình thì sẽ là bao nhiêu phần trăm tiền vào? Bây giờ vào 80. Của góp vốn mà lại vào tới 80% ấy ạ? Tức là dự án này nó mở từ tháng 5 năm ngoái. Đầu tiên là
30, 50 đến 80. Đầu tiên ấy, 30, 50, 80 thì ra đang giai đoạn này là 80 rồi. Bên cạnh đó, việc mua bán bất động sản ở đây diễn ra một cách giản đơn như thế này. Ngay cái việc bây giờ chị đặt bút chị ký cọc mà bây giờ thì bảo, ví dụ như là đến chiều mà có người người ta trả cho anh được khoảng 5 đến 70 triệu mà chị mà đồng ý bán thì bọn em cũng đẩy luôn, tức là lướt cho chị luôn. Bọn em bán thì chỉ ngồi tại văn phòng rửa bản đồ thôi, người ta đi qua đây một vòng xong người ta về văn phòng người ta ngồi ra bản đồ người ta check, người ta không được đặt cọc chứ không cần phải ra trực tiếp cả. Trước câu hỏi lý do tại sao dù chưa đủ điều kiện mua bán nhưng các lô thừa ở đây vẫn quảng cáo giao dịch một cách công khai mà không bị chính quyền can thiệp và đa phần các nhà đầu tư đều phải mua qua tay nhiều người thì đây là câu trả lời mà chúng tôi nhận được. Tại sao ạ? Tại vì người ta đã có chỗ đặt hết rồi. Người ta trong người ta chấm hết nội trước bộ rồi. Người ta đã chấm hết rồi. Ví dụ như trong ban ngành, trong bộ phòng xây dựng của tỉnh chẳng hạn đúng không? Hay là ngân hàng chẳng hạn. Mỗi ông vài suất, mỗi ông là xí vài suất rồi. Hay là phòng tài nguyên môi trường chẳng hạn. Hay là phòng quản lý đất đai chẳng hạn, người ta cũng đã xí rồi, người ta có suất rồi đúng không? Gọi là suất ngoại giao đấy đúng không? Thì đến chị em mình là phải mua đến F2. F2 rồi. Vậy có hay không việc buông lỏng, làm ngơ của chính quyền địa phương để cho các sai phạm này tồn tại trong suốt một thời gian dài? Họ có thể là giao dịch ngầm với nhau là cách gì đó, nhưng ở Thuận Thành chưa xảy ra trường hợp gì mà người dân mà bị thiệt thòi trong lĩnh vực đầu tư và bất động sản. Thì cũng thông báo là những cái dự án này là chưa được phép để phân lô bán nền, và hiện nay mới đang làm hạ tầng. Khi làm hạ tầng xong được nghiệm thu hạ tầng thì được cấp có thẩm quyền cho phép bán thì mới được bán những cái dự án như này. Thực ra là trong lãnh đạo chúng tôi cũng rất bức xúc về việc này. Và chúng tôi cũng yêu cầu nhà đầu tư phải nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu còn trường hợp này xảy ra, chúng tôi sẽ đề nghị cấp trên thu hồi lại dự án. Người ta san ủi, chia lô, kẻ thừa, rồi giao bán, cấm biển, quảng cáo rất rầm rộ. Thì chúng tôi nghĩ rằng là không có cái chính quyền địa phương nào là không biết. Và quan trọng là họ có muốn làm hay không. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái kẽ hở của pháp luật. Chúng tôi rất muốn là cần phải gắn trách nhiệm của những người đứng đầu địa phương, của chính quyền địa phương vào các cái hiện tượng, trong đó có cái hiện tượng mà tạo ra những cái sự sốt đất, những cái sự giao dịch mua bán không đúng quy định pháp luật ở địa phương của mình, để người quản lý địa phương phải có trách nhiệm tốt hơn. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu có trách nhiệm gắn với chính quyền, người đứng đầu địa phương thì chắc chắn các hiện tượng đó sẽ không thể có đất để mà xuất hiện được. Trên thực tế, việc mua nhà chưa hình thành đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cộng thêm sự thiếu hiểu biết thì người mua sẽ có thể phải gánh chịu nhiều rủi ro. Bởi đã có không ít chủ đầu tư chiếm dụng vốn của người mua nhà, phổ biến nhất hiện nay là người mua nhà nhiều năm nhưng không có nhà, hoặc đã sinh sống ổn định nhưng vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Do đó, khi mua nhà hình thành trong tương lai, người mua cần trang bị đầy đủ thông tin về tính pháp lý của dự án và nên chọn những nhà đầu tư có uy tín để tránh rơi vào tình trạng dùng tiền thật mua đất ảo.